cùng nhau. Ban tổ chức kỳ vọng rằng sau buổi đàm luận hôm nay, mỗi chúng ta đều rút ra kinh nghiệm cho chính bản thân mình, nhìn ra thời cơ để giúp doanh nghiệp của chúng ta chuyển mình một cách bứt phá hơn, bùng nổ hơn trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn và xin chúc cho tọa đàm của chúng ta diễn ra sôi nổi, hiệu quả. Nhân ngày doanh nhân Việt Nam cũng có thể nói là đây là ngày của chúng ta. Sáng nền kinh tế thị trường được rồi 30 năm rồi. Và đã là kinh tế thị trường thì nó có tính chu kỳ. Và chúng ta không đón nhận nó là mất cơ hội. Giống như mọi người, nếu ở đây chắc có nhiều người buôn bất động sản đúng không ạ? Thì lúc nó đang tỉnh và đi mua thì chắc phải đợi 5-10 năm sau. Chủ yếu trên sàn như là Bitcoin, cổ phiếu, tức là không phải là loại hàng hóa thật. Nó sẽ bị tăng mọt. Chung là có khó khăn. Tuy nhiên là chúng ta cần phải chuyển mình nó như thế nào. Vậy thì SME của chúng ta định vị như thế nào trong cả một cái chuỗi giá trị? Tức là có cái quan điểm cho rằng là cái thương hiệu mạnh thì trừ đến từ những doanh nghiệp lớn. Một cái thỏi son mà được gắn với thương hiệu đẳng cấp thế giới nó bán 1 triệu. Nhưng mà sỏi con không hiểu gì, có thể bán 50 không ai mua đúng không ạ? Vậy thì trong cái giai đoạn thời khắc chuyển mình trước đây Sắc Phú trải qua thì Sắc Phú đã giải quyết cái vấn đề về thứ nhất là vốn như nào, thứ hai là mở rộng thị trường. Tham dự một cái hội nghị, một cái buổi gặp mặt hết sức có ý nghĩa này.